close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái shop bán ạt Liên Quân, giá rẻ và uy tín nha. Các bạn search cho mình từ khóa là kênh nip.com nha. Đây là giao diện chính của shop nha. Đây nha, có cả ạt Liên Minh và ạt Liên Quân luôn nha. Đây, rất là nhiều luôn. Thì đầu tiên các bạn cần phải đăng nhập trước. Bạn bấm vào chữ đăng nhập màu đỏ trên góc đấy. Ok, để mình đăng nhập cái nha. Sau khi các bạn đăng nhập xong sẽ quay lại màn hình chính của shop nha. Thì các bạn nhấn vào ba dấu gạch ở bên trái góc màn hình đấy, các bạn bấm vào chữ nạp tiền nha. Nạp số tiền mà các bạn muốn nhập để mua một nít Liên Quân đấy. Thì các bạn bấm vào chữ nạp tiền. Đây là một nạp tiền dành cho các bạn. Có rất nhiều loại thẻ cho các bạn nạp nha. Tiếp theo Mobi, Vina, Vicon. Thì chắc là các bạn đã biết nạp thẻ rồi nên mình sẽ không hướng dẫn cái này. Thì mình vừa nạp được 200k vào tài khoản của mình. Thì mình sẽ tìm một ạt Liên Quân mình để mua nha. Đây, nó chia ra tầng 1 đây. Các bạn muốn mua ạt Liên Quân thì các bạn bấm vô một Liên Quân này. Thay này nè. Đấy, Liên Quân này. Mình sẽ bấm vào nha. Ok, để nó lót nha. Đây, toàn là ạt VIP thôi. Ạt VIP VIP không à. Nên mình sẽ chọn một giá ạt đủ với tiêu chí của mình nha. Thì shop này rất là uy tín nên các bạn cứ yên tâm nha. Yên tâm sắm cho mình một ạt Liên Quân để chơi nha, nếu các bạn không có nha. Thì mình sẽ tìm đây. Đây, có cả bộ lọc này. Các bạn muốn tướng gì hay ganh gì thì các bạn có thể nhập vào và các bạn kiếm thôi. Bây giờ mình sẽ tìm một ạt giá theo giá mình vừa nạp khi nãy nha. Ok, mình sẽ tìm ạt giá khoảng 200.000. Đây, để mình tìm ạt xem sao nha. Đây, có cả 170 đây, 400. Mình sẽ tìm một ạt giá chỉ tiêu của mình nha. Đấy, rất là VIP luôn. Đấy, 150 cũng có luôn này. Đấy, để mình lựa một xíu nào. Rất là đông tướng luôn. Đấy, 150 mà tướng 22 vị tướng nha. Đây, để mình tìm một ạt đây. Đây, 200.000 nha, 24 tướng. Thôi, mình sẽ mua ạt này luôn. Mình sẽ mua một ạt này nha. Thì mình sẽ mua tặng cho các bạn nha. Các bạn hãy đăng ký kênh thứ hai của mình để biết cách để nhận nha. Ok, mình sẽ mua, các bạn bấm vào nút mua này. Đấy, thì khi các bạn mua xong nó sẽ chuyển vào lịch sử giao dịch và sẽ có tài khoản và mật khẩu sẵn cho các bạn nha. Đây, tài khoản đây, tài khoản Liên Quân đây. Đấy, mật khẩu nữa này. Đấy, đấy, mật khẩu này. Một ạt 200.000, giá siêu rẻ luôn mà có cả 20 mấy vị tướng nha. Shop này rất là uy tín nên các bạn cứ yên tâm và vào mua thôi. Đấy, mình sẽ tạm thời đổi mật khẩu nick này lại nha. Thì các bạn đăng ký kênh 2 của mình để biết cách để nhận nha. Đấy, thì trong đây có cả một thử vận may nữa này. Các bạn bỏ ra 9.000 đồng có thể trúng một ạt khủng nha. Đây, một ở dưới khi nãy đấy các bạn.
Một ở dưới chữ Liên Quân thì nãy đấy, thử vận may nha. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn có thể đăng ký kênh mình để biết cách để nhận cái ạc hồi nãy mình vừa mua nha. Thì xin chào mọi người, thì nhớ đăng ký và like video này giúp mình nha. Bye bye. Oh, 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 oh